Niết bàn. Tỷ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng trí, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh viễn ly. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đường lợi lộc trần gian, con đường vô dục, niết bàn vốn hai, sa môn đâu dễ đắm mùi. Khởi tâm nhàm chán xa rời mọi câu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sistina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Các cuốn số 75. Anh nhà hi là phù hoa ni xà, anh nhà ni bà na cà mi ni. Ê quá mê tầng áp bình nhà giáp thích khu khu thác xa xa quá cùng. Sắp cà rằng nà phí mạnh đầy giá quý quê các má nô phù. Anh nhà hi là phù pha ni xà, anh nhà ni bà na gà mi ni. Ê hoàng mê tầng áp bình nhà giáp thích khu phú thánh xa xa quá cô. Sắc khà rằng là phí nành đầy giáo quý quê các ma nữ phù ha dê. Khách thai liên thế lợi, khách thai đường niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng trí, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh viễn ly. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anh nhà hi la phù pa ni sa, anh nhà ni pa na ga ni ni. E wan me tăng âm pin nha ya pin cô phun thân xa xa wa khu xa sang ca lăng na vì năng đế giá quý quê ca mang đủ phú ha dê. Anh nhà hi la phù pa ni sa, anh nhà ni ba ni ga mi ni. Ê ma mê tăng âm vinh nha giá pin cô phun thân dân xa xa quá cô xa ca sang ca lâm na vì năng đế giá quý quê ca mang đủ phú ha dê. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Dạ xà thú kính cảm ơn chị Tina, mến chào dịch Rạng Đông đưa vào đạo tràng. Dạ, Rạng Đông ơi, mới vào đạo tràng có thể đưa bàn tay lên được không? Nguyên Tịnh ơi, có thể đưa bàn tay lên được không? Nguyên Tịnh ơi, dạ kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, dạ kính mời bàn tay của cô ạ. Dạ, mời Rạng Đông. Dạ, cô kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tự Nhiên, con kính chào đạo tràng. Dạ, con kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 75. Anh nhá hí là phù bá ní xà, anh nhà ní bà lá gà mi nì. Ê quá mê tầng á phình nhà giá phích khú phú tháp xa xà quá cù sắc cà rằng nà phí nành đầy giá quý quê cá má nú rù há dì. Anh nhà hí là phù bá ní xà, anh nhà ní bà na gà mi ni. Ê quá mê tầng á phình nhà giá phích khu vú tháp xa xà quá cù sắc cà rằng nà phí nành đầy giá quý quê cá ma nú rù ha dì. Anh nhà hi là phù bá ni xà, anh nhà ni bà na gà ni.
Ê qua mê tăng á phình nhà giá phí khu vô thác xa xà quá cồ sắc cà răng nà phí nành đầy giá quy quê ca ma nô prù ha dê. Khát thai duyên thế lợi, khát thai đường niết bàn, tỷ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng tri, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh diễn ly. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anh nhà hi là phù bá ni xà, anh nhà niết bà na gà mi ni, ê quá mê tăng á phình nhà giá, phí khú bút thá xa xà quá cổ sắc cà rằng nà phí nằm đầy giá quý quê cá mán nu prù há về. Con đường lợi lộc trần gian, con đường vô dục niết bàn vốn hai, sa môn đâu giữ đấm mùi, khởi tâm nhàm chán xa rời mồi câu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên. Sa tổ lành thầy, cảm ơn Sức Rạng Đông. Nam mô Bích Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Tha Gia. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức, kính lễ quý tôn nữ và thân chào quý tiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn nhân mình. Bây giờ tự nhiên xin kể kinh Pháp Cú số 75. Anh nha hi la phu ba ni sa, anh nha nếp ba na ga mi ni, e wa me tăng a phinh nha ya, phích khu bu ta sa sa wa ku sa ca răng na phi nan đầy ya vi quê ca ma nục rô ha dê anh nhà hi la phu ba ni sa anh nhà ni pa na ga mi ni ê qua mê tăng a phinh nha ya thích khu bu tha sa sa wa cô thật ca răng na phi nan đầy ya y quê ca ma nụt rô ha dê anh nhá hi là phù bá ni sa anh nhà niết bà nó gà mi ni ê quá mê tăng á phình nhà giá phích khú bút thá xá xà quá cù sắc ca răng nà phí nàn đầy giá quý quê cả man nấp rù ha dê khác thay duyên thế lợi, khác thay đường niết bàn, tỷ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng tri, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hành điển ly. Phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đường lợi lộc trần gian, vô dục niết bàn bốn hai, sa mô dễ đắm mùi, khởi tâm nhàm chán xa rời mồi câu. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính mời chị Lạc Lê. Dạ, con kính kêu Tị Duyên. Dạ, con Lạc Lê, pháp danh Tâm Phương. Con đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá và Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức và cô Tị Duyên và mấy mời và kính cảm ơn tất cả Phật tử. Kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Oh my God.
kỳ thơ. Dạ, dạ cho biết âm thanh có vị chim Nhật Quỳnh sau khi trực ra kỳ ta. Dạ kính cảm ơn chị Đặng Đông, kính ơn Hoa Nguyệt. Dạ con xin đọc câu Pháp Cú số 75. Anya hi la phu pa ni sa anya ni ni pa na ga mi ni e e va me tang a pi nya ya pi ku putha sa sa wa ko sa ka yan na pi bi na ni quý về các ma nu phù hai về khác thay duyên duyên thế lợi, khác thay đường niết bàn, tỷ kheo đệ tử Phật hãy như vậy thắng trí, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh viễn ly. Và đó là bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu. Và sau đây là phổ thơ của ngài Giới Đức. Con đường lợi lộc trần gian, con đường vô dục niết bàn vốn hai, sa môn đâu dễ nắm mùi, khởi tâm nhằm chán xa rời mùi câu. Và đó là phổ thơ của ngài Giới Đức. Và bây giờ con xin đọc kệ. Anh nha hi lang phù ba ni sang anh nha ni pha nha mi ni e ba mê tăng ma pi nha ya bi khu bút tha sa sa sam va cùng sa kha yang na bi nan jay ya vi vi ca ma nu phu ha ye Anya hi la pu pa ni sang Anya ni pa na ga mi ni Eva me tang a pi nya ya Bình khu bút tha sa sang wa ko Sa ka răng na bi na đây ya vì quê ca ma đu phu ha ye. Dạ con đã đọc xong và kính mời vị kế tiếp ạ. Cảm ơn chị Đặng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Dạ con xin hỏi đạo tràng có nghe được âm thanh con không ạ? Alo, Nguyên Trịnh ơi, cầm mic lại. Nguyên Trịnh ơi, nghe thật rõ rồi sao bảo mic mất tiêu rồi. Mời Nguyên Trịnh nghe. Dạ, kính tri ân Xích Nhật Quỳnh. Tại vì dạo này cái mic nó bị trục trặc, tưởng không nghe. Dạ, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ con xin phép đọc câu Phật ngôn số 75. Anya hi la pu pa ni sa anya ni pa na kha anya ni pa na ga mi ni e wa me tang a pe nya ya pi khu bút tha sa sa quá cô sắc ca rằng na bi nàn đầy giá quý quê ca ma nụ phù phá dề khác thai duyên thế lợi, khác thai đường nết bèn, tỳ kheo đệ tử Phật hãy như vậy thắng tri,
chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh viễn ly của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, kính mời Sếp Nhật Quỳnh. Nam Mô Bụt Thà Giá. Đạo bữa nay là giờ của sư Tị Quyền, sư vào trễ nên mà nếu nguyên tịnh kệ là nguyên tịnh cứu Nhật Quỳnh đó, chứ không có phải là hết giờ đâu, không nghe hả? Thôi bây giờ không chịu kể thì thôi. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng và kính chào mình phải kéo dài thời gian ra. Hành kiểm có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Hành kiểm, alo, hành kiểm có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không thì đưa bàn tay lên. Rồi, mời hành kiểm nghe. Dạ, con kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo và con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin cho bài kinh Pháp Cú số 75. Anya hi la pu panisa anya nibbana gamini e wa me tang aphi ê qua mê tàng áp hình nhà gia phích khu bút thắt xa xà qua cầu sắc cà đằng na khuy nành đầy gia quý quê ca ma núp đồ hát gì an nhà hiếp là phù ba ni xà an nhà ni pa na gà ni ni ê qua mê tăng a phi nhà gia phi khu bút thắt xa xà qua cổ sắc cà trăng na phi nàn đầy gia quý quê ca ma nô trù ha gì. Dạ xin kể. Anya hi la phu ba ni sa anya ni ba na ga mi ni e wa me tang a phun nya ya phi khu bu tha sa u sa wa ko sa ka dang na phi nan dai ya we we ka ma nu trum ha ye. Khác thai duyên thế lợi, khác thai đường niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng trì, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh viễn ly. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đường lợi lộc trần gian, con đường vô dục niết bàn 42, sa môn đâu dễ đắm mùi, khởi tâm nhàm chán xa đời mọi câu. Bản dịch có Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con trả bài xong ạ. Xin trả mít lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lễ Chư Đông Đức Tăng, con kính lễ đạo tràng. Dạ, con thấy nghe còn có giờ, con xin phép đọc lại nhiều lần, hồi nãy con đọc sợ hết giờ con đọc nhanh quá. Dạ. Anya hi la pu pa ni sa anya nip pa naga mi ni e qua me tang a pe nya ya be ku pu tha sa sa qua ku sắc ca rằng na bi nan đầy ya quý quê ca mu ca ma na không phải quý quê ca ma nu pru pha về. Anya hi la pu pa ni sa anya ni pa na ga mi ni
Ewa me tang a pe nya ya pe ku pu pa sa sa wa ko. Sakarang na pe nan day ya kwe kwe ka ma nu pru va ye. Anya hi la po. Anya hi la po pa ni sa anya ni pa na ka mi ni. Ewa me tang a pe nya ya pe ku pu ta sa sa wa ko. Sakarang na pe nan day ya kwe kwe ka ma nu pru va ye. Dạ, xin đọc. Khác thai duyên thế lợi, khác thai đường nết bèn, thì kheo đệ tử Phật hãy như vậy thắng trì. Chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh viễn ly. Dạ, con kính tri ân được tràng sa thú hôm nay, đâu quá mới nghe được xích anh Kiểm kệ và tụng sa thú. Dạ, kính mời xích Nhật Quỳnh, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ. Dạ, xá thủ kính cảm ơn Nguyên Tịnh. Dạ, cảm ơn nhà xích Trạng Đông, xích Hoa Nguyệt, Nguyên Tịnh cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con xin được ông bài câu khúc kinh số 75. Anh nhà hi la phù ba ni sa anh nhà ni ba na ga mi ni e wa me tang a phin nhà ya phin khu bu tha sa sa wa ko sa ka rang na ni phi nan đại gia quy về cam man úp ru hà quê anh nhà hi la phù ba ni sa anh nhà ni ba na ga mi ni e wa me tang a phin nhà Ya bhikkhu khu buộc tha sa sa quá cô sát ca răng na phi nan đầy ya quy quê ca ma nu pru hai quê hát ghê anh nhà hi la phu ba ni sa anh nhà nếp ba na ga mi nay ê quá mẹ tăng a phi nhà ya bhikkhu khu buộc tha sa sa quá cô sát ca răng na phi nan đầy gia quy về ca manu bru hai về khắc thai duyên thế lợi khắc thai đường niết bàn tỳ kheo đệ tử Phật hãy như vị thắng tri chớ ưa thích cung kính hãy tu hạnh viễn ly. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Và con thành kính đảnh lễ thượng tọa Tây Quyền vừa quan lâm vào đạo tràng, và con xin phép được thỉnh pháp sư ạ. Kính mời đạo tràng cùng giới Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Tại Quyền giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Ha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, A Nhâm Vương Lộc Gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà chát vẹn toàn. Một lòng chăn tối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam dời thừa ăn khổ cầm, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi.
Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Gia và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa tùy quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu phúc của kinh số 76. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Trịnh Trạng Đông đã cho bài học. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Cho con xin một tín hiệu để con kính nhân mít đến sư. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sa thú, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Khai Giá, giờ tôi được chứng nghe rõ. Dạ cảm ơn trần đạo cùng đại chúng. Cảm ơn quý vị, chúng con thành kính đến lời đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến cơ toàn minh hạnh để được tề đức cùng chư tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý vị nữ cùng chư phụ nữ. Để xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Thanh Quan Thanh Apiwa E Mi Soa Kha To Bhagavata Thammo Thammang Namma Sami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namma Mi. Người chúng đệ tử xin nghiêm thỉnh ân hội tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Như nhờ quy lực Tam Bảo hàng giờ đến chư tôn đức tăng quý tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc các nhân pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. À, giờ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Nay chúng ta đã học được cái Thế Phong Phú Cú số 76, cũng là đầu chương của Bản Đi Tháo Quốc Cá, tức là phẩm hiền trí hay là phẩm người trí. Rồi là cái chữ Bản Đi Tá có nghĩa là gọi là hiền trí, tức là người mà tam nghiệp thanh tịnh, đó gọi là hiền trí. Không phải là người đầy đủ học vị văn bằng gì cả, mà người tam nghiệp thanh tịnh, đó là người trí. Chúng ta nhớ như vậy. Dạ. Ở đây bây giờ chúng tôi sẽ thích nghĩa trên cái câu này trước, và sau đó thì chúng ta sẽ được cái duyên sự. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Bây giờ cái câu đầu tiên là Nitha Năng Wapat Wapat Wattarang. Nít thanh năng đây từ cái chữ nít, nít thí, đây là một danh từ. Ý năng đây có nghĩa là nhiều của cải đó. Danh từ bị ngữ ý, nam tính. Mình chia sẻ sở thuộc cách, cho nên đó chúng ta phải nhớ như vậy. Cho nên đây người gọi là, nó gọi là những cái của cải, nhiều cái của cải, ở đây thì nó nhiều của cải, nhiều cái báu vật, nó chỉ là như thế. Cái chữ thứ hai Pawattarang là từ cái chữ Pawattara, nó cũng là một danh từ, tức là người bày ra, người đưa ra, người chỉ ra, người sâu ra, hay người nói ra một cái điều gì đó, bày ra một chuyện gì đó. Nó từ cái tiếp đồng ngữ bá, tức là khỏi, và cái chữ va đá chờ chữ váp là quyết, là cái chữ nói. Dạ. Thì đó là câu thứ nhất. Cái thứ hai, văn bát xê quá chả đá xin năng. Tôi thiếu, cảm ơn cô Nhật Từ, cô Như Quỳnh. Còn chữ ý bá nữa, còn chữ nít thi năng quá là từ cái chữ ăn này, là gọi nít, gọi là cái từ nít gan y tá, tức là khi mà hai cái nguyên âm, cái nguyên âm mà nó đứng trước cái chữ đó là chúng ta bỏ một chữ, đó là nó một trạng từ. Rồi cái chữ tiếp theo nữa là văn
Đây là một đại từ chỉ đến cái sự quan hệ mà nó thuộc về nam tính, tức là chỉ thị cho một cái gì đó, tức là một người nào đó, tức là người trí đó. Basse đây là từ Kandista động từ, cái tha động từ có nghĩa là cái chữ cái này có nghĩa là chúng ta học ở trong tiếng Bali chúng ta sẽ biết chỗ này có nghĩa là nó bảo chúng ta nên làm, hay ở đây thì chữ Basti hay là Basse từ cái Kandista này có nghĩa là thấy, ở đây nghĩa là nên thấy. Quá chất đá xin năng, tức là từ căn quá chát cộng với cái từ cái chữ quá sát cộng với chữ đá si thôi. Nó ở đây nó chia theo định sơ cách. Tức là của người được nhìn thấy hay là người được nhìn thấy cái lỗi, tức là nhìn thấy được cái lỗi của người đó. Cho nên chúng ta thấy cái chữ là quá chát đá si năng là người thấy cái lỗi lầm, là từ cái chữ quá chát là lỗi lầm hay là cái việc nên tránh. Đá si là người nhìn thấy, là từ căn đít cũng là nó ông danh từ nam tính là người nhìn thấy, nó là danh tĩnh từ, là người nhìn thấy hay người thấy một điều gì đó. Ở đây chữ đá si này từ căn đít tức là đê si tí, tức là nó căn đê si tí tức là được thấy hay là người được nhìn thấy. Và ý ở đây nó chỉ là chỉ cho cái sở hữu vậy đó thôi. Và tiếp theo chúng ta được cái chữ nó là nít gây hava đi. Đây là một hợp từ nít gây hava đi, tức nít gây há một danh động từ, và nó cộng thêm chữ nít gan ha tí, tức nít gây há có nghĩa là một danh động từ, tức nghĩa là việc nên, việc đáng trách, cái việc gì đó đáng trách hay nên khiển trách. Và từ cái chữ nít gan ha tí để tức là khiển trách, và cái chữ qua đi cũng là nổi ra từ cái căn qua đá. Mê tha quyên đây chính là danh từ nam tính, chỉ đối cách thôi, nó chỉ là đối cách. Mê tha quy là người được sáng suốt hay là người thiện trí. Nó cũng giống như cái chữ ban đi tăng là cái người trí tuệ, người tức là người có cái trí tuệ, từ cái chữ ban đi tá nó dính từ nam tính. Cho nên cái từ mê tha quyên này và cái từ ban đi tá này nó sẽ đồng nghĩa người suốt hay là người thiện trí. Và cái câu thứ hai này, người thiện trí ban đi tá, người trí tuệ. Và cái câu cuối cùng, ta đi săn ban đi tăng pha chê. Ta đi săn này có nghe đây là một tỉnh từ, ta đi sát nó là như thế ấy, nó bằng nghĩa là như thế ấy. Cái chữ phát chê từ cái căn phát pháp, và đây là một động từ mình thuộc về tha động từ, có nghĩa là nên giao thiệp hay là nên gần gũi, là nên thân cận. Và xin lỗi, chúng ta còn một từ nữa, ta tí sang phát cha mana sẽ xây vô hồ tina phần hô. Bây giờ ta đi săn phát cha ma ná sát, ta đi săn là từ chữ ta đi sát là một tỉnh từ, nó như thế ấy. Phát cha ma ná sát
từ cái căn phá chát cộng với hiện cộng với ác cộng với anh tá và ma ná, đó hiện tại phân từ mà năm tính của người, có nghĩa là của người được vô hay là người đáng thân cần. Xây vô, và cái câu đây là câu cuối cùng, xây vô hô tí napa pino xây vô, tức là từ cái chữ xây giá tính từ nam tính chủ cách, cái điều tốt hơn hay là tốt hơn, nó có một động từ đến hô tí lúc nào cũng là động từ, từ cái căn hô. Đây là động từ, nó thuộc về tha động từ, nó thuộc về tha phương từ. Như cái này nó cũng như là cái động từ to be đó, cái động từ là thì nó trở thành, nó như thôi, là có trở thành gì đó, nó là một động từ to be, như giống như đó. Ba ví dụ là cái từ ba pia, nó tính từ mà thuộc về nam tính, nó có nghĩa là không tệ hại, không có xấu, không tệ hại, không có xấu. Thì qua cái này thì chúng ta thấy rằng nên xem cái người sáng suốt là người được nhìn thấy cái lỗi lầm, nhìn thấy được lỗi lầm, cũng có lời khiển trách, như là người chỉ ra cái của cải chôn giấu. Nên giao thiệp với người trí tuệ như thế, người giao thiệp được với cái người trí tuệ như thế ấy đó, thì có được nhiều cái điều tốt đẹp, nó không có tệ hại. Cái câu nó như vậy đó. Mà Hòa Thượng Minh Châu đã dịch ra rằng, nếu thế bậc trí tuệ chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, sự thân cận như vậy chỉ tốt chứ không có xấu. Và Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ thiện hiền, điểm lỗi cho ta, điều cần sai sửa, điều chưa thành toàn, ví như chỉ chỗ chôn vàng, bạn người như vậy càng tốt, tốt càng tốt hơn. Dạ. Đây là một duyên sự rất là đặc biệt. Cái duyên sự đó nó gửi cho ta, chúng ta quý vị được nghe nhiều cái duyên sự này. Mọi người nói sao đây là kẹt. Chúng ta được nghe nhiều cái duyên sự này, chúng ta đã được nghe rồi, chứ không phải là quý vị không có được nghe. Để được nghe xuyên qua cái gì? Nhiều lần Chư Tăng đã giải cho quý vị, giải cho chúng ta nghe về cái câu chuyện này. Và trong kinh dạy rằng, một người được kho báu của tinh thần, thì kho báu chỉ chỗ chôn vàng ở đây như là một kho báu của tinh thần. Thì khi Đức Phật ngài ở tại Kỳ Viên á, ngài đã cái câu chuyện này đề cập đến tỳ kheo Ra Thát. À, Ra Thát cái đệ tử của Xá Lợi Phất, chúng tôi nói cho người nghe luôn. Trước khi trở thành vị tỳ kheo thì Ra Thát là một người Bà La Môn nghèo khổ ở thành Xá Vệ, và sau đó đi tu. Ông đi đến tỉnh Xá làm đủ các cái việc cắt cỏ, quét phòng, dọn dẹp cho Chư Tăng ở tại nơi đó. Nhưng các tỳ kheo thì rất là xử, tức là đối đãi với người này rất là tốt, nhưng không ai chịu nhận chúng ta vào tăng đoàn cả. Và ông ta làm qua từ ngày này qua ngày kia nhiều ngày, tức là vào qua cái sự thử thách rất là lâu mà cũng không có được ai nhận. Thì một hôm thì Đức Phật ngài mới nhìn thấy rằng, ngài mới quan sát ở trong cái tệ vứt của ngài, thấy rằng những chúng sinh hữu duyên với ngài thì đến ra này. Thì Đức Phật ngài đến hỏi nè, Bà La Môn, ông làm gì ở đây? Bạch Thế Tôn, con đang làm các cái việc
chung chung lớn nhỏ cho các thầy tỳ kheo tại nơi đây. Rồi các thầy tỳ kheo ở đây đối xử ông như thế nào, Bạch Thế Tôn? Đối xử với con rất là tốt, con được đầy đủ thức ăn và mọi sự tiện nghi khác mà chư tăng đã đối đãi cho con, nhưng không ai nhận cho con xuất gia được hết, không ai nhận cho con xuất gia hết. Đức Phật ngài biết cái chuyện đó, sau đó ngài giọng gặp chư tăng lại, thì ngài mới hỏi này các tỳ kheo, có ai nhớ một cái việc làm nào của Bà La Môn kia không? Tức là có ai có nhớ một cái việc làm tốt của cái ông Bà La Môn này cho các ngươi hay không? Thì lúc đó ngài sẽ là Phật thưa Bạch Thế Tôn, con nhớ khi con đi khất thực ở thành Bưu Xa, ông ta có cúng cho con một cái muỗng cơm và có thức ăn, và trong cái sự thành kính con nhớ rõ cái nghĩa cử đó. Này Xá Lợi Phất, một con người như thế không xứng đáng thoát khỏi phiền não sao? Thưa vâng, và Thế Tôn, rất là xứng đáng. Một con người có cái tấm, có cái niềm tin, có cái tấm lòng như thế mà hôm nay muốn tu, con sẽ thu nhận ông ta vào tăng đoàn. Thì sau khi gia nhập vào tăng chúng á, tức là sau khi cho xuất gia đó, ta được chỉ được đặt trong một cái chỗ ngồi trong trai đường mà nhờ ở vùng ngoài. Khi ta dùng những thứ này thứ kia, rồi trưởng đạo Xá Lợi Phất một hôm á, mới cho người này đi khất thực chung, và sau đó cho đi theo mình thường xuyên để nhắc nhở, để chỉ giáo, con phải làm cái điều này, con không nên làm cái điều nọ, chỉ dạy cho cái người đệ tử của mình là Ra Thá. Tỳ kheo Ra Thá này luôn cung kính tuân theo những lời dạy của thầy và thực hành đúng như lời dạy đó. Thì chỉ trong một thời gian, Ra Thá đã chứng A-la-hán. Thì sau đó ngài Xá Lợi Phất và trưởng lão Ra Thá, và ngài Ra Thá này đi đến với chỗ nơi Đức Phật. Thì sau khi mà đảnh lễ Đức Phật xong thì ngồi xuống, Đức Phật mới hỏi này Xá Lợi Phất, Ra Thá này đệ tử của ngươi là người có dạy dạy không? Bạch Thế Tôn, Ra Thá rất là dễ dạy, bất cứ lỗi làm gì mà con chỉ bài, không hề bao giờ chống lại, không bao giờ chống trái lại, luôn luôn có cái sự tuân phục theo cái lời của thầy chỉ dạy. Này Xá Lợi Phất, nếu như có những người như thế thì ông nhận được bao nhiêu người? Và Bạch Thế Tôn cũng nhận hết tất cả. Rồi Đức Phật ngài mới nói, trưởng lão Xá Lợi Phất là một người có cái lòng biết ơn. Một Bà La Môn nghèo khó chỉ cho ông ta một cái muỗng cơm cùng với thức ăn ơn cho xuất gia làm đệ tử, mà Ra Thá lại là người rất là dễ dạy và chịu khó cái lời chỉ dạy khiển trách của thầy. Và Phật bảo này các tỳ này, này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu mà sẽ là Phật tội lòng biết ơn. Trong một tiền kiếp ông ấy cũng đã từng làm như thế, và Đức Phật ngài kể là cái chuyện bổn sanh gọi là Alinachitta. Alinachitta là một kẻ cường địch đã thảm bại, đã bắt sống được vua Kosala, người bất mãn với quân mình cũng vậy. Đối với tỳ kheo tinh tấn hướng với tu hành đúng đắn, nhờ tập hành phẩm hạnh sẽ đạt đến kết quả cái chính quả mùi cái nhân duyên á, thì sẽ hết mọi cái ràng buộc. Và Đức Phật đã nói từ xưa
Xá Lợi Phất là một con voi đơn độc, đã tặng một con bạch tượng con cho đám thợ mộc để đền ơn khi mà đám thợ mộc này đã chữa cái chân đau của con voi đó. Quay Phật vào và Phật nhắc đến tôn giả Ra Thá, các tỳ kheo, khi một người được chỉ lỗi vì ấy nên tuân hành giới luật như Ra Thá, và khi bị khiển trách thì không nên bất bình vì lý do này vì lý do kia, người ta khiển trách mình thứ này như thế nọ, mà người chỉ lỗi mình như là chỉ chỗ chôn vàng. Xin kính thưa quý vị, bà Đức Phật ngài nói ra câu phong cú: nếu được bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt chứ không xấu. Anh nói rằng là, kính thưa quý vị, ở trong câu chuyện của Ra Thá đó, nó nổi bật ra hai cái ý nghĩa. Một là nói lên ngài Xá Lợi Phất là một bậc thượng thủ thinh văn đệ nhất của Đức Phật, như thể hiện cái tấm lòng tri ân và báo ân một cách tốt đẹp, là một đời tu sĩ á, cái điều này lớn lắm. Từ một miếng cơm manh áo của đàn na tính thí ở muôn phương, không quen không biết, người ta cũng nhường, người ta cho. Bởi nhờ cái phước của Phật, nhờ cái phước của Phật, công đức của Phật, cho nên những ai mà hiếu tu, những ai biết tu sẽ rất là trân quý về điều này. Chúng ta không thể nào mà bỏ những cái đồ ăn của bá gia bá tánh một cách thừa thãi, đổ bỏ phước đi, hoặc là nhiều khi mà hiểu là bỏ phế vân vân, để rất là đắc tội. Tại đó là những mồ hôi nước mắt của người ta. Mà Ra Thá này lại là một người nghèo, mà có chỉ một tâm thôi, nhưng cũng đã được ngài Xá Lợi Phất trân quý. Nhớ cái ân tình đó. Barapati Patha Mechilika, sự nô mạng của ta ở cái khách Ai Nhô Mê Cáp Vô Caraniyo, thọ thực cũng phải đúng đắn. Không phải chúng ta lựa cái món ngon chúng ta ăn, chúng ta bỏ lại cái món dở, hay là món ăn rồi khen rồi chê rồi như thế này thế nọ, không có được. Quả thực ngày hôm nay thì nó tương đối đầy đủ khá nhiều, cũng tương đối cho vật thực, nó cũng thuận duyên một phần. Chứ từ thời xưa mà phải nói rằng là trong những năm tháng đó chúng tôi cũng đã có dự phần. Phải nói không có nói đến cái chuyện ăn với cái gì, mà có gạo ăn là tốt. Mà nếu không có gạo thì ăn độn cũng là chuyện lạ. Thì ở đây muốn nói cái gì? Từ cái thời xưa cho tới hôm nay, và không phải ngày nay, theo cái tánh người, cái người hiểu biết thì nó khác, cái người không hiểu biết cái cách xử lý cái đồ vật nó rất là kỳ. Cái điều đó nhiều khi người ta nghĩ mình chắc là mình tiện tặng, mình hạ tiện, hay là mình lại xài cái đồ này như cái đồ kia vậy. Kính thưa quý vị, điều mà tất cả này là của Phật hết, bởi vì của đàn na tính thí, vì niềm tin tam bảo người ta đến dân cúng, chứ mình không là cái gì mà ta cúng cho mình đâu. Chúng tôi nói rằng là vào dỗ cho một vị hòa thượng luôn, nhưng vị ấy cũng chưa phải gọi là đủ xứng đáng cúng dường, xứng đáng định lại cúng dường, gọi là phải là Sattha Deva Manusa Nang, tức là trời người cao cả phải vậy, mà Purisa Dhamma Sarathi, chúng ta chưa có xứng đáng được như vậy, hay là Vui Nhắc Khép Tăng Lokasati, được trời người xứng đáng lễ bái cúng dường chưa đâu. Chỉ người nào bốn đầu bốn quả và một niết bàn kìa. Cho nên những gì chúng ta có, cho nên đó của Phật, của Tam Bảo. Đây là một số người không hiểu biết, nó rất là sai lầm của chư Tăng, không phải là của mình, cũng phải là của chư Tăng đó, chứ đừng nói chi là của gia đình mình, của người thân mình, của anh chị em của mình, điều đó không có. Hiểu
trên cái lý không có. Bởi cái đó của Tam Bảo. Một vị sư có thể nuôi cha nuôi mẹ hết, có thể đi khất thực về nuôi cha mẹ chứ không có sắm sửa lo lắng cho cha mẹ. Nếu chúng ta nói một cách quá đáng thì như vậy chúng ta làm cũng hơi quá quyền rồi đó. Quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Ở đó, ha. Cái đó là cái luật, cái đó của Tam Bảo. Đối với cha mẹ, báo đáp ân đức cho cha mẹ để có cái sự sống không phải đau khổ. Ngày hôm nay á, có một số người nhân danh nói hơn như rằng mình lo cho cha mẹ, lo như thế này, lo như thế kia, thì thật rất là tội cho cha mẹ. Quý vị, cái đó là quý vị đã làm một cái hành động không đúng. Cái cổ cúng dường này nó phải như thế. Cái cửa cúng dường này gọi là con sẽ ở chùa phải quét lá đa, người có công quả, người có làm việc trong chùa thì chúng ta sẽ thọ dụng nó dễ dàng hơn. Tức chúng ta có tác động ở chùa để chúng ta lo lắng, hoặc chúng ta hưởng cái phước, và chúng ta được chia sẻ, chứ gọi là cái lo không phải. Thì chúng ta nói một cách tổng quát như vậy. Nhưng điều mà rồi nếu chúng ta lo như vậy rồi chúng ta nhân danh, ví dụ ba mẹ chúng tôi nói chúng tôi lo cho ba mẹ, nó hợp lý, Phật cho phép. Phật cho phép khi chúng ta đi khất thực có thể vừa nuôi cho cha mẹ để báo đáp ân nghĩa, rồi có thể cha mẹ đó là không có một chỗ ở, chúng ta có thể che nắng che mưa gì đó, chứ không phải là về tức là khi mà cha mẹ không có chỗ ở vào chỗ chúng ta kìa, chứ không phải đem tiền về mà để xây nhà xây cửa xây nhà cho cha cho mẹ, như vậy không phải. Quý vị nghe chúng tôi một cách rõ ràng như vậy. Cho nên khi chúng ta nghe như vậy, nói như vậy là người ấy làm cũng đúng. Cái đó là của tăng của Tam Bảo, chúng ta là của người ta. Dạ. Rồi. Và ở đây kính thưa quý vị, cái ra thá này rất là dễ dạy. Ngài Xá Lợi Phất chỉ một muỗng cơm đó thôi, cái muỗng cơm của ân tình, muôn phương bình bát cơm của ngàn nhà, nó đẹp lắm cái tình, và nó cũng nhọc lắm cái nghĩa. Không có tự trên trời nó rơi xuống, mà mồ hôi nước mắt của chính mình làm có ra để cúng dường. Và đối với những người nghèo, họ có thể nhịn đói nhịn khát, đó là cục muối cắn làm hai, cục đường là nuốt luôn. Có một số người cái tâm phật phu như vậy, nhưng điều cục muối cắn làm hai, cục đường cũng chia sẻ. Lúc mà thời gian đó, đang là thời gian cách ly, có những một số người Phật tử họ điện thoại tới, phải nói chúng tôi rất là trân quý. Tại vì bây giờ không có ra vào được tự nhiên được, nó rất là giới hạn. Cũng hỏi thăm đến cái đời sống của chư tăng, có sự quan tâm đến cái đời sống của chư tăng, thì phải nói cảm ơn những cái tấm lòng hộ pháp hộ tăng. Thì dù bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng khổ chứ mà họ sướng hết chị, nhưng họ nói chư tăng có cần cái gì thì bảo con, và thì cũng ghi nhận cái tấm lòng của chính họ. Thì ở đây kính thưa quý vị, cái tinh thần hộ đạo hộ pháp của ta như vậy, hộ tăng mới là như thế. Và phải nói rằng nhờ cái phước Phật có đó như thế nào, chứ từ xưa tới giờ chưa bao giờ có một người tu mà lại đói chết bao giờ cả, dầu cho nó ở bất cứ hoàn cảnh như thế nào, bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh dầu xa xôi như thế nào, những cái phước Phật cũng che chở qua hết. Cái đó gì xét thử cơ hội có thầy sư nào cô nào mà bị đói không? Nhờ phước Phật. Có te tua thay thảm gì rồi nhờ phước Phật thì cũng đi qua, chứ đừng có nói phước của ai, nó phước của Phật. Người ta vì cái niềm tin Tam Bảo, người ta vì cái sự hộ đạo hộ Phật hộ tăng, cái này thì tôi nói thật, cái đó cũng nghe như vậy. Và phải nói rằng cũng như chư Phật tử như vậy, ở trên râm của mình, quý vị cũng có cái sự hỗ trợ
lúc cái mùa dịch này nè, cho các sư ở Việt Nam đó xin tán thán cái công đức đó. Chúng ta sẽ gửi đến vào những lúc nó cần thiết, nó đúng lúc mà nó cần thiết. Bởi một trong những cái phước bố thí đó là phước thí nó đúng cái thời lúc, thời điểm. Thì cái phước thí này cái là quả lớn lắm. Lúc mà bình thường á thì cũng có phước, nhưng là lúc bình thời nó khó khăn mà nó chúng ta gọi là củi quế gạo châu á, thì nó lại càng là có giá trị. Thì kính thưa quý vị, đó là những cái kỷ niệm mà chúng tôi muốn nói. Và chỉ có cái gì, chúng ta có bao giờ chúng ta chấp nhận ai chỉ lỗi cho mình không? Cái tâm cái con người mình luôn luôn chấp hữu chấp ngã, mình không bao giờ mình chấp nhận ai chỉ lỗi mình hết. Nhưng là một người dễ dạy, biết đón nhận. Người ngu mà biết mình ngu có thể trở thành người trí. Mà mình người ngu, mình tưởng đâu mình tài anh, mình hay, mình ho, thì quá là trí của kẻ ngu. Thế nào là trí của người ngu? Trí của người ngu được ví dụ như là cái con ruồi nó đậu lên vai hay lên đầu của ông thầy, thay vì thổi nhẹ để cho nó bay qua, con này lấy cái búa, lấy cái cây đập cái bóp vô đầu ông thầy, đập cái lên vai của ông thầy. Thì mới hỏi tại sao đập vậy? Tại có con ruồi nó đậu, muốn đuổi con ruồi. Người ta bằng một cái hình ảnh quá, người ta ví dụ đó cái người khôn như vậy, cái người mà khôn khéo mà chăm sóc lo lắng cho thầy, cho cha, cho mẹ như vậy. Lấy cái cây hay lấy cái chài gì đó, đập con mũi, đập con ruồi gì đó. Thì cái đó, đó cái tấm lòng của nó đó, cái trí tuệ của nó đó, cái sự hết lòng, hết dạ của nó đó, đó chính là nó phá hoại, nó là giết người. Và kính thưa quý vị, ở trong cái Phật Pháp này cần lắm những cái tinh thần biết lỗi mình. Ai biết lỗi của mình thì sẽ có mọi cách có thể tìm được, tức là có cái lòng tàm, cái ót tập bản khởi lên, cái tàm quý dưới ót tập bản, cái lòng tàm và lòng quý tư gây sợ và hổ thẹn cái tội lỗi. Hay là khi được chỉ khuyết điểm của mình, cái lỗi của mình, biết trân quý, thì người đó sẽ có sự tiến bộ từ ở xã hội. Cái đời sống cũng vậy, các không, cá không ướp, không ướp á, muối á, thì nó cá sẽ nó hư. Con cãi cha cãi mẹ trong được con hư, thì chẳng qua thì người ta còn nói câu nữa, cãi thầy núi đè con mày. Tại sao nói cãi thầy núi đè? Bởi vì cha mẹ và những người thầy đã đi qua trong cuộc đời, người ta biết được cái nguy hiểm, cái điều nào tốt, cái điều nào sai và không đúng, cái điều nào sai, biết đón nhận. Mà người biết nhờ bớt đón nhận cái khuyết điểm, cái lỗi của mình, người đó sẽ trưởng thành. Bởi vì nhờ vậy mà có sự tiến hóa. Cái chi chỗ chôn vàng ở đây, khi mà chúng ta làm các cái điều ác bất thiện pháp, người trí chỉ chúng ta hay cha mẹ dạy chúng ta, đó là cái thối hư. Người thầy dạy chúng ta không nên làm vào, đó sẽ đau khổ. Sẽ đau khổ hiện tại này và tương lai, không có tương lai. Nó có hai cái giá trị tương lai. Cái giá trị tương lai của hiện kiếp và cái giá trị tương lai của đời sau. Mình chịu thiệt một chút xíu, nhưng điều mà mình không có phải vướng phải những cái điều tội lỗi đau khổ thì không cho đời, không phải phải cho cái đời này sống một chút xíu rồi nó qua đi, nhưng đời sau mình phải mang nhiều cái nghiệp quả, nó hết sức là khổ đau. Cho nên vậy, người trí sống gọi là một bậc bát tá, một cái hiền trí mà chúng ta được thân được gần thì rất là tốt đẹp, chỉ tốt chứ không bao giờ xấu. Ở gần cái người mà khôn khéo, những cái người mà hiểu biết, mà họ có cái kỷ niệm tốt, có cái tâm tốt, có ý niệm tốt, thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ rất là may mắn, sẽ rất là tốt đẹp. Còn nếu
như chúng ta không hiểu biết mà chúng ta cứ nghĩ rằng là tự cho rằng mình hay là chết. Ở trong cuộc đời này, khi chúng ta chưa đắc thánh, chúng ta còn nhiều cái lỗi lầm bởi vì phiền não. Và đừng bao giờ có sự so sánh. Khi mình nghe người ta chỉ lỗi của mình đừng bao giờ phản ứng lại, mà mình luôn mới biết cái tập đón nhận. Mà cái điều này nó phải cái tâm này phải cái tâm tu đúng thì không dễ dàng ai mà chỉ lỗi mình mà biết nhận đâu. Bởi vì cái tâm ngã mạn của mình, cái tâm con người mình tự cao tự đại. Thì người nào mà biết nghe lời là cái ái chấp của người đó nó ít. Mà ái chấp người đó nó ít đó, cho nên người đó dễ tiến hóa trên con đường tu tập. Đó là cái giá trị thật như vậy. Còn mà tu hành như thế nào mà nghe cả luôn cái chuyện tu tập của mình như vậy đó, bởi vì người ta chỉ cái mình nhảy dựng lên, mình ầm ầm đùng đùng rồi không có được. Đó là đạo cao đức trọng từ từ của nó đó. Thì có nhiều khi mình tu nhiều á, thì mình phải làm sao mà lời nói hành động của mình á, là mình phải nói một cách nhẹ nhàng, chứ không có cái chuyện gì mà đùng đùng la lạc la sớm rồi cử nữ như thế này thế kia, hay hoặc là bài vẽ thế này thế nọ nặng đúng. Cho nên ở đây kính thưa quý vị, cái sự đón nhận cái điều không đúng của mình nó cũng dễ thôi. Trong cái lễ Bồ Tát á, cái lễ tự tứ sau khi ra hạ đó, là dù lớn dù nhỏ dù vậy sẽ thúc tội, hay là cái lễ Bồ Tát sám hối gọi là hàng tháng của các sư kêu là lễ để vô sa thá đó, tức là lớn hay nhỏ gì phải biết tự biết cái lỗi của mình mà nói ra. Trong cái bài sám hối đó, hiền giả hay tôn giả hãy thấy, khi mà thấy nghe cái lỗi của tôi á, thì xin hãy chỉ cho tôi sẽ nghe cái lời này, tôi sẽ đón nhận cái lời này và sẽ cố gắng làm tốt. Phật dạy hay lắm. Có lần chúng tôi nhớ chúng tôi lập phước cúng dường chư tăng. Đầu tiên khi có đông chư tăng, tức là chúng tôi nhớ là chúng tôi quỳ xuống, chúng tôi đảnh lễ, thì các vị đa phần ngồi trên đó là các vị đệ tử mới nhảy xuống, sao sư phụ lập dẫn thân quý vị cứ ngồi đi. Vì quý sư không phải là đệ tử, quý sư là chư tăng, mà tôi là người cúng dường để hồi hướng phước cho quyến thuộc của mình, cho cha cho mẹ mình, cho người thân của mình. Nhưng nếu chúng ta cho rằng mình là thầy của người ta, mình là sư phụ của các sư, cho nên sao mình lễ đại thì chúng ta chấp nhận. Chúng ta nói chuyện phải làm, chúng ta nói ưng, chúng tôi không nói, chúng tôi hay, chúng tôi không phải vậy, nhưng chúng tôi cũng nói cho bị nghe hiểu á. Chúng ta mà không phải là cái người cái vị trí. Và trong nhiều lần á, chúng tôi cũng muốn nói các vị đó, các vị cứ nói đi. Để nếu như mà tôi không có nghe, tôi về tôi cũng biết bất cỡ. Tức là thầy mình phải có một cái, nó không phải gọi là cái căn bản một chút xíu. Chứ còn mà không có đó thì chết. Thì đó cũng là một điều mà nhiều khi nói cho quý vị, chúng tôi thường nói mà nói cho quý vị cũng là một sự nhắc nhở cho mình. Nhắc ở đây cũng nghĩa là khi người ta chỉ lỗi cho mình nếu còn phàm phu thì nó rất là dễ dàng trong cái sở hành, trong cái lời nói, trong cái ý nghĩ của mình. Cho nên điều là có thể là nó sai, có thể là nó thiếu, có thể là nó trật gì đó, thì là điều là có như thế thôi, chứ không có chuyện gì hết. Nó cũng là một điều mà chẳng đăng đơn, nó cũng không gì là lạ. Cho nên vì vậy nếu chúng ta hiểu biết được, chúng ta tu thì chúng ta hết sức là khiêm cung đón nhận
ở đây giá trị đón nhận là một giá trị hết sức tốt đẹp để sửa sai, để hoàn thiện cho mình, và đó là một giá trị tu tập rất lớn. Dạ. Tôi xin có đôi điều trình bày có duyên sự và ý nghĩa có pháp cú số 76 là như vậy. Nếu có điều chỉ sẽ rất kinh muốn mong tỏ thể quý vị hoan hỷ kinh trong những thời gian chúng ta đi trước khi dứt lời kinh dân phật phật lành được trời được tứ đại thiên vương các vị chư thần chư thiên đại chúng nhiên tự đức cũng như tại thế gian của chư vị mong tất cả hoan hỷ và hướng nguyện phần công đức này đến cho tất cả các bậc thầy tổ thân bằng quý tụ của chúng tôi vì cũng như các vị trong linh nhất định khi lên ở hai chùa mong được an lạc được tấn quá nơi Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tham Đại Nhân. Nam mô Sa Di Đà. Sa thú lành thay, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tệ Quyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tệ Quyền. Con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Bhagavata-sabba-mangalang-rakhanto-sabbe-de-vata-sabba-buddha-nu-pha-ve-na-sada-sati-pa-van-tu-te tất cả phương ba hoàn con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thay, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti quy ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na ba quan tu bù chi ta so thiền ca ron ti tha vi ha ra măng đa đề thề ra cha mát cha na wa ca cha biết kha vô sa ra mi ca đa na ba ti pu u pa sa ca Gama cha de sa ni gama cha it sa ra sappa na pu ta sukhi ta pa wan tu te cha la pu cha ye pi cha anda sam pa wa sam se da cha ta ha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te sappe pi dukkha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang kho ho tu sa mắc go qua at tha ya cha hi ta ya cha am he ra kham tu sắc tham